Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp touring Mirada X-Bruiser 300, dòng xe đạp đi phố dành cho các bác đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe đạp để rèn luyện sức khỏe và thể dục hàng ngày trên những con đường tuyến phố bình thường. Thì đây là một cái lựa chọn rất là thích hợp để cho các bác tham khảo. Xe thì được sử dụng bộ group của xe đua là dòng Classic khung nhôm đánh 700C. Tông màu rất là đẹp. Hôm nay em về tông màu xám, sơn mạ kiểu tích điện rất là đẹp. Các bác nhìn cái lớp sơn này cực kỳ là đẹp. Thương hiệu Merida được dập logo xanh đây, nhìn là cực kỳ thể thao và rất là trẻ trung. Model X-Bruiser 300. Cách thiết kế khung hai gióng chia ra, các bác nhìn cực kỳ độc đáo, rất là đẹp. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản hết các bác nhé. Sử dụng bộ group của xe đua là dòng Classic. Với đây là 8 tầng líp, sử dụng thêm 8 tầng líp và 2 tầng đĩa. Cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Đùi đạp và gạt đĩa trên cũng là Classic luôn. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị tay bấm Classic và bộ phanh dầu của Techo. Càng nhôm theo xe này, bánh bản nó hơi dày một chút, khoảng 4-5 phân, nhìn nó tôn xe nên rất là đẹp, rất là nhiều. Đũa đan kiểu thưa mà đan song đôi này. Bánh là 700C, các bác nhìn những cái đường vân lốp này, chứng tỏ là chủ cũ họ đi cũng rất là ít. Giữ cái lốp xe rất là mới. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phút là 53cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Chuyển động Classic 8 lít và 2 đĩa. Xe 16 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe có giá bán bên em chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.